Rồi, xin chào anh chị em mình. Tôi xin có nhiều anh chị em mình hỏi mình là bây giờ một cái MT4 mà muốn ra nhiều tài khoản khác thì mình phải làm như thế nào? Cho mình hỗ trợ rất nhiều anh em, cho nên mình thấy rằng là mình nên đưa ra một clip luôn để sau này anh em mình hỏi mình chỉ cần gửi một đường link anh em mình có thể xem và thực hành lại y chang và cũng sẽ dễ dàng thôi. Đó, chính vậy cho nên là tôi sẽ cố gắng ra clip kiểu vậy. Đó. Anh em mình đơn giản là làm như thế nào từng bước từng bước từng bước, tôi sẽ ghi rất rõ cho anh em mình ha. Vậy thì đặt ra vấn đề là ví dụ như chúng ta muốn chơi một sàn, chơi một sàn mà lại chơi nhiều MT4, nên mà ví dụ mình chơi một sàn mà mình là muốn chơi là nhiều MT4, hoặc là cũng đơn giản thôi, ý nghĩa đơn giản là ví dụ như sàn mình chơi sàn Xnet đi, cái thì mình chơi standard, cái thì mình chơi tiêu chuẩn vân vân, cái mình chơi ICN, chơi red bằng không vân vân, tức là mình chơi nhiều loại tài khoản khác nhau đó. Trong một sàn thì mình sẽ làm thế nào, tại vì thông thường khi mình đao về thì mình chỉ đao được có một cái, chẳng lẽ mỗi lần mình cứ đăng xuất ra đăng xuất vô đúng không anh em đó, chẳng lẽ mình mỗi lần mình làm như vậy mình cứ đăng xuất ra đăng xuất vô như vậy, thoát ra thoát vô thì nó lại không quản lý được hết thì sao đó. Vậy thì có cách nào hay không thì hôm nay mình gửi đến cho anh em mình cái cách làm đơn giản thôi, kể cả MT4 và MT5 đều làm như vậy nha, mình không cần phải cài đặt lại gì hết mà đó. Thì đầu tiên chúng ta vào My Computer hoặc là XPC gì đó đúng không, vào đây đó. Rồi sau đó chúng ta vào ổ C và sau đó nếu chúng ta là không có chữ rodentfile x86 thì chúng ta chọn rodentfile luôn, còn nếu mà chúng ta đang có là program file x86 thì chúng ta vào đây đấy, chúng ta chỉ cần đây chúng ta kiếm cái nào mà phần mềm của cái kiếm cái nào mà liên quan đến sàn của chúng ta đó, ví dụ như FPS hay là Fibo vân vân em ha. Đấy thì ví dụ như mình chọn vào chọn vào thì mình giả sử như mình và giả sử tôi làm Fibo này đi, chúng ta chỉ cần bấm vào đây và chúng ta bấm Ctrl C và Ctrl V đó là nó copy cho chúng ta ra một cái đấy là một cái phiên bản nữa và chúng ta không cần phải cài đặt gì hết, nó tự cài đặt cho chúng ta luôn rồi, bản thân của này là cái phiên bản nó cài đặt rồi anh em, rất là đơn giản vậy thôi đấy. À, trong quá trình chúng ta chạy thì chúng ta nghe bài nhạc. Rồi vậy thì sau khi mà nó cài đặt xong thì mình sẽ nó copy ra xong thì mình làm gì, thì thật ra đây cũng giống như bước cài đặt rồi anh em. Có ba mấy người yêu cũ cho nên nó hơi chậm anh em ạ, nhưng mấy mình thì nó nhanh hơn. Đó thì sau khi nó copy ra cái nào mà chúng ta vừa copy ra thì chúng ta click vào này mà, chúng ta click vào ví dụ vậy và chúng ta chỉ cần click vào cái đoạn mà có chữ terminal anh em nhé, terminal nhưng mà là terminal của cái application nhá, thì chúng ta click vào terminal cái icon này là như không nên nha. Đấy, click vào đây là nó ra cái icon thôi, cái icon của cái sàn không có ý nghĩa gì cho mình hết anh em ha, nhớ là click vào terminal có chữ application chuẩn nha, chuẩn như không là nick vào kia là như không. Tương tự cách làm này thì chúng ta cứ muốn làm bao nhiêu MT4 thì chúng ta cứ copy ra, hay chúng ta copy một đống không copy một mớ luôn Rồi thì sau bài này tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em là của một sàn, ví dụ như MT4 của sàn Fibo đi, Fibo Group mà tôi muốn chơi cho tôi đăng nhập tài khoản Xnet, hoặc là tôi đăng nhập tài khoản FPS, tôi đăng nhập tài khoản của KVB vân vân có được hay không, thì hoàn toàn được nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ trước mắt là mình cứ làm cái việc thì trước cái việc là copy một một sàn đúng không, ra nhiều tài khoản chơi trong một sàn trước, đây là vấn đề mình giải quyết là copy nhân bản ra, mình chơi nhiều tài khoản trong một sàn trước đã anh em ha. Trong thời gian nó đang chạy. Đợi thôi, vừa đợi vừa ngồi thư giãn phân tích tình hình đó, thành thấy không, thì ra đây rồi thì chúng ta cứ đăng nhập vào như bình thường thôi, đăng nhập net vào như bình thường, rồi chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản mình đang có, ví dụ như bên đây nha, bên đây là mình đã có đăng nhập tài khoản khác rồi, tài khoản nào đó rồi thì tài khoản mà nó vừa hiện ra đó chúng ta đăng nhập một tài khoản khác nữa, tài khoản ACN gì đó gõ vô rồi password gì đó vân vân anh em ha, gõ vô thì nó ra cho chúng ta thôi, rồi password như thế nào đó vân vân
Đó thì đó là cái mà chúng ta có thể tạo ra một cái nhân bản ra cùng một tài khoản luôn, à, cùng một sàn luôn nha. Đấy rồi, vậy thôi thì một kỹ thuật rất đơn giản vậy thôi. À, tôi nhắc lại một lần nữa nè, tôi làm lại một lần để cho anh em hình dung nhé. Đó rồi, tôi nhắc lại cho anh em một lần nữa nha. Đó là chúng ta cứ vào ổ C, chúng ta cứ vào DigitalBC này hoặc là MyComputer anh em ha. Đó rồi, chúng ta vào ổ C được chưa, và chúng ta vào trong cái đó, vào trong cái program file hoặc là program file 86. Và nếu chúng ta có VBS thì chúng ta làm y chang vậy nha. Chúng ta đăng nhập vào VBS xong rồi thì chúng ta cũng vào y chang. Đó, vào đây và chúng ta copy ra. Đó, rồi chúng ta Ctrl C và Ctrl V tại chỗ và chúng ta cũng vào đó và chúng ta click vào. Đó. Chúng ta muốn đổi tên hay không cũng được nha anh em. Chúng ta click vào cái terminal này, chứ đừng có để click vào terminal biểu tượng của sàn nha. Terminal chung rồi này. Đó, có chữ application là ok. Đó, tương tự. Rồi anh em mình nào muốn cho nó chắc ăn là chúng ta đổi tên. Anh em ơi, chúng ta chỉ cần đổi tên này lại thôi để là biết nó là của tài khoản nào. Đúng không? Đổi tên vẫn được nha anh em. Đó, ví dụ như là của tài khoản. Đúng không? 1 2 3 4 5 6 gì đó. Đó, để chúng ta nhớ sau này chúng ta không nít nữa. Đó, ví dụ thế. Thì khi mà chúng ta làm như vậy nè, thì khi mà nó chạy ra được cái MT4 trong cái desktop của chúng ta rồi anh em, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta tránh trường hợp mà chúng ta vào chúng ta nít lại lần nữa. Chúng ta phải vào ổ C cho bất công, chúng ta chỉ cần nít chuột phải vào. Đúng không? Đó, chúng ta nít chuột phải ở đây, chúng ta thấy không? Cái chuột của tôi đây không? Là chúng ta chỉ cần bấm pin ở desktop thôi, là nó cho chúng ta cái nó pin chúng ta ở desktop rồi. Chúng ta bữa sau chúng ta chỉ cần click ở bên trên desktop thôi, chứ không cần là phải vào trong ổ C gì nữa cho mày anh em à. Đó rồi, phải một bước đơn giản vậy thôi là chúng ta có thể copy ra được nhiều sàn, nhiều cái MT4 cho chúng ta chơi, muốn chơi sàn nào thì, à muốn chơi tài khoản nào thì chơi anh em à. Rồi bye bye anh chị em mình. Sau cái buổi này thì tụi tôi lại hướng dẫn cái anh em mình làm cho ra nhiều sản phẩm, à nhiều một sàn của một nó giống như kiểu vậy đây. À, ví dụ như đây là đang là Fibo nhưng mà tôi lại đăng nhập vào Ethernet vân vân, thì mình làm cách nào anh em à. Đó, nói chung tôi sẽ hướng dẫn những kỹ thuật đó như vậy để cho anh em mình lỡ như sau này gặp vấn đề đó chúng ta giải quyết vậy ha. Rồi cảm ơn chị em mình rất nhiều, bye bye, hẹn gặp lại anh chị em mình like share và subscribe cho mình nhiều nhé, để cho mình có nhiều cái hướng dẫn anh chi tiết hơn, nhiều hơn nữa. Rồi chúc anh chị em mình chơi thành công.